trên màn hình hiện tại là một chiếc sập vụ ngũ phúc 1m8 2m được nho có. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Hiện tại là 10 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2019. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ sập ngũ phúc 1m8 2m xã Đục Nho Cổ chân 22, dạ là 18, phần khuôn mặt là 7. Đây là tổng thể của bộ sập. Hiện tôi đang quay thì một khách hàng tại Hà Nội. Đây là tổng thể của bộ sập này. Tôi sẽ lướt chi tiết hơn. Đây là phần chân tiền bên trái. Chân này thì được đục tung lọng, rơi ngậm đồng tiền. Tiếp theo là những phần triện. Triện rất là nhau, rất là khỏe khoắn. Đây là một chú rơi ngậm đồng tiền này. Hai chú sóc tài nhỏ. Phần khoang giữa thì có đục hoa mai đây, và cũng một chú rơi nữa. Năm chú rơi thì gọi là ngũ phúc. Đây là phần chân tiền bên phải. Toàn bộ phần quay trước. Để còn tôi quay đến vai ngang lại nhé. Phần vai ngang này cũng đục chạm rất là đẹp. Để chân hậu đây, về ngoài đây. Tiếp theo tôi sẽ quay đến phần vai ngang bên trái đấy, cho khách hàng có thể hình dung được tổng thể bộ sập. Đây là phần quay ngang bên trái đây. Đây, một góc máy khác của chiếc sập ngũ phúc. Tôi quay bằng góc nghiêng. Đấy, rất là đồ sộ nhé. Đây, quay góc máy thấp hơn như này thì cái hình dáng chiếc sập. Đó, quay nhiều góc máy nhìn, đây là góc chúng ta hay nhìn nhiều nhất. Đây, đứng trực diện là nhìn được chiếc sập đây. Đây, góc máy rất là đẹp, nhìn chiếc sập thì cực kỳ là đồ sộ luôn. Đây là phần bán mặt này. Đây, cái phần này là chúng tôi để có ngót nhé. Khi chúng tôi để có ngót tự nhiên, khi chúng dồn là thì nó sẽ kín nào. Đây là toàn bộ phần bán mặt đây. Đó, những phần quay gần hơn thì mình có thể thấy được phần gỗ vụ đây này. Quý vị nhá, đây là phần gỗ vụ nhá. Đó, bởi vì ánh sáng nó, tôi đang quay trực tiếp và ánh sáng đây nó hơi bị lóe vào, quý vị nhìn vân rất khó. Cái trước này. Đây. Đây, này là chúng tôi dồn vào là nó sẽ kín lại. Chúng tôi để có ngót tự nhiên mà không gắn keo. Rồi đó, tôi đã quay toàn bộ tổng thể là cũng như chi tiết của chiếc sập rồi. Để tham khảo rồi. Mọi người ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại 0987 51086, website đồ gỗ tùng8.com. Xưởng có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.